Như nhiều người cũng biết, năm 2024 là năm của nhân, duyên, quả, khi mà mọi thứ vận hành lẹ lắm, nghĩa là cái nhân nào gieo xuống, dù tốt hay xấu, cũng trổ quả nhanh hơn. Mấy điều kiện duyên lành hay dữ, đều là cơ hội để cái nhân đó bộc lộ rõ, cái xấu thì phơi ra, cái tốt sẽ trổ quả lành liền. Thành ra trong cái thời điểm này, hiểu nhân, quả, nhất là tác động từ lời nói, lại càng quan trọng hơn. Đặc biệt, mình phải nhớ, mỗi lời nói, mỗi hành động không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới mình mà còn tác động tới cả những người xung quanh mình. Đây gọi là cộng nghiệp, là khi ý nghĩ, lời nói hay hành động của một người mà kéo theo ảnh hưởng tới cả nhóm, cả cộng đồng mình sống chung. Bởi vậy, khi mình lỡ nói lời tiêu cực hay hành động gì không tốt, những người nghe hay đồng tình với mình cũng bị ảnh hưởng. Năng lượng tiêu cực sẽ vô tình tạo thành cộng nghiệp xoay vòng, tác động ngược lại lên cả những người xung quanh. Ngược lại, khi mình tiếp xúc quá nhiều với thông tin hay người thiếu tích cực mà bản thân không có tu tập hay chưa sáng suốt vững vàng, mình rất dễ bị cuốn vào dòng năng lượng xấu ấy. Như ly nước trong mà dính một giọt mực đen, nó sẽ lan ra liền, làm nước đục đi, khiến tâm trí mình dễ lầm lạc. Vậy nên, khi hiểu về cộng nghiệp là mình tự nhắc phải cẩn trọng với những gì mình tạo ra, đồng thời cũng để ý kỹ năng lượng mình hấp thụ từ người khác. Tu tập, giữ tâm sáng suốt và chọn lựa kỹ nguồn năng lượng quanh mình là cách bảo vệ bản thân khỏi nghiệp xấu và còn giúp lan tỏa điều tốt lành cho cộng đồng mình nữa. Hiện tại, trên mạng xã hội thấy có nhiều drama, tin đồn không tích cực mà mạng xã hội ảnh hưởng rộng, vậy nên chuyện phỉ báng một người, nhất là người tu hành chân chính, lại tạo nghiệp ngay tức thì. Để hiểu sâu hơn, không thể không nhắc đến cái gọi là vô minh, cái gốc khiến nhiều người không nhận ra mà tạo ra nghiệp không đáng. Nói về vô minh, đơn giản đó là thiếu hiểu biết chân lý, chưa sáng suốt mà phân biệt đúng sai. Vô minh là mình dễ phán xét người khác hay nói xấu, tưởng đó chỉ là ý kiến cá nhân, nhưng thực ra là chưa hiểu hệ quả lời mình nói ra. Đây không chỉ là thiếu kiến thức, mà còn là thiếu lòng từ bi, thiếu nhận thức về cái giá trị của lời nói. Nếu nói về nghiệp báo xấu do phỉ báng, thì khi phỉ báng một người tu hành chân chính, nghiệp quả sẽ khủng khiếp hơn nhiều. Vì sao? Vì người tu hành, họ giữ giới, tu dưỡng, phước báo họ tích tụ lớn, mà nếu họ đạt quả vị nào đó rồi thì phước của người nói xấu lại tổn hao thêm nữa. Một lời phỉ báng thoát ra là phước của mình giảm ngay lập tức, vì đó là lời từ tâm tối mà vô minh dẫn dắt, nó làm hao hụt năng lượng tốt của chính mình. Khi nói lời tiêu cực, nhất là với người đức độ, cái phước mỏng dần, dễ gặp xui rủi trong cuộc sống. Năng lượng từ lời nói mang tính phản hồi rất mạnh. Giống như ném một viên đá xuống nước, nó tạo ra sóng phản hồi. Khi phỉ báng người tu hành cũng vậy, nghiệp phản hồi nhanh vì người nói tự là mỏng lớp phước báo bảo vệ mình. Vậy nên, hiểu rõ về vô minh và hậu quả của lời phỉ báng là để mình cẩn trọng hơn với lời nói và chia sẻ của mình, đặc biệt là trong thời điểm nhạy cảm này. Thay vì để vô minh dẫn dắt, hãy sống với trí tuệ sáng suốt, bảo vệ phước báo của chính mình và lan tỏa điều lành đến xung quanh. Nói tới chuyện nghiệp quả tăng giảm thì phải nhắc tới cái đức độ và sự tinh tấn của người tu hành. Như bà con mình hay nói, càng tu, càng đức độ, thì cái phước báo càng lớn, như cái áo giáp bao bọc, có thể phản lại những nghiệp xấu, nghiệp nặng từ bên ngoài. Đức độ giống như một tấm gương, nghiệp xấu mà đến là nó bật ngược ra liền, quay lại với chính người tạo nghiệp. Bởi vậy, nếu một người tu hành càng giữ giới nghiêm cẩn, sống từ bi, giúp đỡ chúng sinh thì phước báo càng dày, giống như gió thổi qua chỗ trống nghiệp lực xấu đến nhưng không lưu lại được, mà quay về với nguồn phát ra nó. Nhưng cái đức độ và tinh tấn này cũng không phải là cố định mãi đâu. Nó là thứ mình phải tinh tấn liên tục mới giữ được, vì nếu chưa đạt tới quả vị, thì đức độ, phước báo vẫn còn, vận động, lúc tăng lúc giảm tùy vào sự tu hành của mỗi thời điểm. Mình tu tới đâu, tinh tấn tới đó, thì đức độ mới vững chắc. Nhưng chỉ cần sao nhãng, buông lơi, thì cái áo giáp phước báo ấy cũng sẽ yếu đi, không còn đủ để phản nghiệp xấu nữa. Đó là lý do vì sao người tu phải bền bỉ, giữ gìn từng lời nói, hành động, từng chút tâm ý mỗi ngày. Cái tinh tấn của người tu hành có lúc mạnh, lúc yếu, nhưng điều quan trọng là phải giữ sự tinh tấn dài lâu. Khi một người kiên trì tu tập bền bỉ, phước báo và đức độ sẽ lớn dần lên theo thời gian, đủ sức vượt qua hay chuyển hóa nghiệp xấu mà họ có thể gặp phải. Nhưng nếu chỉ tinh tấn một lúc rồi bỏ, thì phước báo sẽ suy giảm dần, như ngọn đèn yếu đi khi hết dầu vậy. Đức độ có khả năng thay đổi theo từng thời điểm, và cũng chính nhờ vào sự tu tập bền bỉ mà nghiệp xấu bị giảm nhẹ hoặc được chuyển hóa, tạo ra nhiều điều lành cho bản thân và những người xung quanh. Bởi vậy, để giữ vững đức độ và khả năng chuyển hóa nghiệp, mỗi người cần phải chăm lo cho việc tu tập như chăm lo cho ngọn đèn không bao giờ tắt. Tác động của độ phủ sóng của lời phỉ báng. Như nhiều người cũng thấy, trong thời buổi mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, một lời phỉ báng khi lan truyền rộng rãi không còn là chuyện của cá nhân, mà có thể trở thành cộng nghiệp của cả nhóm người. Lấy ví dụ, khi một tin đồn xấu về một ai đó, có thể là một người tu hành hoặc một người có đóng góp cho cộng đồng xuất hiện trên mạng xã hội, chỉ trong chớp mắt, hàng trăm, hàng ngàn người có thể nhấn, chia sẻ, hoặc thả cảm xúc. Họ không biết thực hư ra sao,
Nhưng hành động này vô tình tạo thành một vòng xoáy năng lượng tiêu cực, lôi kéo nhiều người khác vào cộng nghiệp. Những người đồng tình, thậm chí chỉ đọc và có suy nghĩ tiêu cực, cũng góp phần vào năng lượng xấu đó. Cứ thế, khi lời phỉ báng lan rộng, nó không chỉ gây tác động đến người trực tiếp tham gia lan truyền mà còn kéo theo nghiệp lực xấu quay trở lại với những người nói và những người cộng nghiệp cùng với họ. Đối với người bị phỉ báng, nếu họ là người tốt, đặc biệt là người tu hành chân chính, họ thường nhận được sự bảo vệ từ cả người hữu hình và vô hình. Vì thế, năng lượng tiêu cực ấy không làm hại đến người bị phỉ báng mà sẽ quay trở lại người tạo nghiệp. Chính những ai phát tán hoặc đồng tình với lời phỉ báng mới phải chịu hậu quả của nghiệp lực xấu mà mình đã vô tình tạo nên. Để dễ hình dung, mình có thể kể câu chuyện gần đây trên mạng xã hội, khi một người nổi tiếng bị chỉ trích không đúng, sau đó cả cộng đồng quay lưng, tạo ra làn sóng tiêu cực lớn. Nhưng khi sự thật được làm rõ, nhiều người cảm thấy hối hận vì đã lan truyền và ủng hộ thông tin sai lệch. Mỗi lời nói, mỗi lần chia sẻ ấy không phải vô hại mà đều để lại dấu ấn trong nghiệp quả của mỗi cá nhân. Đây là bài học để chúng ta hiểu rõ hơn về sức mạnh của cộng nghiệp. Khi lời nói tiêu cực có sức lan tỏa lớn, nó không chỉ là nghiệp của một người mà có thể trở thành một nghiệp chung của nhiều người cùng tham gia hoặc ủng hộ. Mạng xã hội và vai trò của người có sức ảnh hưởng. Người có sức ảnh hưởng, như các bạn trẻ hay gọi là influencer, có vai trò rất lớn trong việc truyền tải thông điệp tới cộng đồng. Họ giống như những người cầm đuốc, mà ánh sáng của họ có thể dẫn dắt đám đông đi đúng đường hoặc dễ dàng cuốn theo luồng năng lượng tiêu cực. Một khi đã hiểu về sức mạnh của nghiệp lực, người có ảnh hưởng có thể lựa chọn cách sử dụng lời nói của mình để dẫn dắt thế hệ trẻ theo hướng tích cực, giúp xây dựng một cộng đồng tốt đẹp hơn. Thay vì chạy theo drama hay tin đồn, người có sức ảnh hưởng có thể khuyến khích mọi người suy nghĩ sáng suốt, đưa ra góc nhìn tích cực và truyền cảm hứng cho những việc tốt lành. Chính họ là những người có thể giúp cộng đồng tạo ra năng lượng tốt, giảm đi nghiệp xấu và lan tỏa những giá trị sống tích cực, ý nghĩa. Lời khuyên thực tiễn và cách tu tập giữ phước. Một, giữ gìn lời nói, bảo toàn phước báo. Trong thời đại mà mọi thông tin có thể được lan truyền chỉ với một nút bấm, giữ gìn lời nói là một việc làm quan trọng để tránh tạo nghiệp không đáng có. Trước khi chia sẻ hay bình luận, chúng ta có thể dừng lại một chút, suy nghĩ xem hành động đó có lợi hay hại, có giúp đỡ được ai không hay chỉ là gió thêm dầu cho những điều không tốt. Bằng cách giữ lời nói, chúng ta không chỉ bảo vệ phước báo của mình mà còn tránh tạo nghiệp vô tình. 2. Sám hối và tu tập. Nếu đã trót phạm lỗi, việc sám hối là một cách để hóa giải nghiệp xấu, giống như việc lau chùi cho tấm gương của tâm trí mình. Sám hối không phải để trách phạt bản thân, mà là để mở lòng, nhận ra sai lầm và đón nhận cơ hội sửa đổi. Thường xuyên quán chiếu, tự nhắc nhở mình về hậu quả của lời nói và hành động là cách để tu tập, để ngày càng sáng suốt hơn. Sám hối và rút kinh nghiệm giúp chúng ta nhìn lại những lỗi lầm, từ đó dần dần sửa đổi hành vi, mang đến sự thanh tịnh và giảm nhẹ nghiệp lực cho chính mình. Cuối cùng, trong thời buổi mà tin đồn hay những lời phỉ báng dễ dàng lan truyền, tu tập và giữ tâm sáng suốt giúp mỗi người bảo vệ mình khỏi những cộng nghiệp không đáng có, đồng thời góp phần tạo nên một cộng đồng hòa ái, đầy lòng từ bi. Thay vì phê phán, hãy chọn sự hiểu biết và lòng trắc ẩn, đó cũng chính là cách chúng ta giữ phước báo và lan tỏa năng lượng tốt lành tới mọi người xung quanh.